đây là trái quất. Trái quất đúng không? Trái quất, trái quất. Trái quất là cái gì? Trái quất là trái này nè con. Trái quất là trái quất cái gì? Ừ. Con này hơi ngộ quá. Trái quất là quất. Quất đập rồi. Con tách ra, con tách ra. Cầm lớn, cầm lớn. Ừ. Rồi ăn sao? Ăn thì lấy muỗng múc. Lấy làm lên ăn sao? Bỏ mẹ. Đâu cho tao bắt mượn này. Sao mình thấy nó có vẻ xanh. Cái mũi trong nó cũng hơn cái mũi. Tại mình không biết.